Anthony Joshua tái đấu Andy Ruiz đòi 4 đai vô địch ở đâu và vào lúc nào? Anthony Joshua sẽ hoàn tất hợp đồng tái đấu với Andy Ruiz trong tuần tới. Theo ông bầu Eddie Hearn, trận đấu có thể diễn ra ở New York. Sau khi để mất chuỗi thành tích bất bại và 4 chiếc đai vô địch, Anthony Joshua và ông bầu Eddie Hearn đã yêu cầu tái đấu ngay sau đó kèm theo điều khoản hợp đồng. Đội của Joshua tin rằng tay đấm người Anh nên tái đấu ở sân vận động Wembley Stadium. Tuy nhiên Eddie Hearn vừa qua xác nhận rằng Joshua không ngại việc thượng đài tại Mỹ. Những gì chúng tôi bàn trong tuần tới là thống nhất ngày giờ và địa điểm, Hearn cho biết, tôi chỉ có thể xác nhận rằng cuộc chạm trán sẽ diễn ra trong khoảng 16 tháng 11 tới ngày 14 tháng 12. Chúng tôi đang xem xét có thể tổ chức ở đâu, nhưng khả năng cao nhất hiện tại là Anh hoặc Mỹ. Nếu tổ chức tại Anh, chúng tôi có sân vận động Cardiff, Wembley và Tottenham, còn ở Mỹ Madison Square Garden là lựa chọn hiển nhiên. Rất nhiều người cho rằng chúng tôi nên tổ chức ở Anh vì lợi thế sân nhà, tuy nhiên Anthony Joshua cảm thấy anh ấy có thể thay đổi lịch sử tại New York. Hia đã tiết lộ rằng Joshua vẫn muốn so găng ở Mỹ với mục tiêu khôi phục lại danh tiếng. Ở mặt khác, tay đấm 29 tuổi có lợi thế sân nhà ở Anh. Đây là lúc để Joshua cân nhắc bước đi tiếp theo, mạo hiểm đọ găng lần hai ở Mỹ với hy vọng giành lại danh tiếng hoặc thực hiện trận tài đấu ở Anh với lợi thế sân nhà. Người nắm giữ quyết định cuối cùng vẫn sẽ là Joshua. Hiền nói thêm, hiện tại Joshua vẫn cảm thấy rằng Anh nên tài đấu ở Mỹ. Chúng tôi đã từng tổ chức những trận đấu đẹp mắt tại Wembley và Cardiff với số vé bán được lên đến 80-90.000 vé. Nhưng như tôi đã nói, Joshua là người quyết định quan trọng nhất và chúng tôi có kết quả sau khi thông tin đầy đủ. Tôi nghĩ việc tổ chức ở Anh hoặc Mỹ hiện tại là 50-50. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua ra sao khi bị Andy Ruiz cướp mất toàn bộ bốn đai vô địch quyền anh? Ông bầu Eddie Hearn cho biết Anthony Joshua đã bớt rất nhiều áp lực sau khi mất danh hiệu vô địch. Nhận xét của ông bầu Eddie Hearn đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ, vì Joshua bị hạ gục bởi tay đấm gần như không danh tiếng Andy Ruiz tại võ đài Madison Square Garden ở thành phố New York vào ngày 1 tháng 6. Cụ thể hơn, ông bầu của công ty Medroom cho rằng. Trận thua này là một trong số những trường hợp trong cái rủi có cái may của làng bốc sinh. Anthony đã luôn phải gánh vác áp lực quá lớn lên vai mỗi khi lên đài. Hia nói trên BBC Radio 5, cậu ấy là siêu sao của quyền Anh và thất bại này đã giúp cậu ấy chút bỏ áp lực. Cậu ấy sẽ không thừa nhận điều này trước đám đông đâu, nhưng sự thật là đối với Joshua, cậu ấy đang suy nghĩ kiểu, giờ đây tôi là kẻ thách thức, tôi không phải là nhà vô địch bất bại với bốn chiếc đai, và lúc nào cũng phải thắng. Việc Joshua thất bại khó ngờ đã tạo ra nhiều câu hỏi về tương lai của anh tại top đầu bảng xếp hạng boxing. Những lời nhắn nhủ Joshua thượng đài với nhà vô địch WBC Dan Theiswalder đã không còn nữa. Những lời gợi ý Joshua đấu với Tyson Fury cũng thế. Tyson Fury đã đặt câu hỏi liệu Joshua có thể khôi phục tinh thần sau thất bại trong trận đấu, lẽ ra sẽ tạo ra tiếng tiếng của anh tại Mỹ. Khi một người không muốn lên đài. Anh ta chắc chắn sẽ à gục và tâm lý khó mà phục hồi Fury cho biết Joshua đã thua và tôi không nghĩ cậu ta sẽ khôi phục lại được tinh thần Cứ hỏi bất kỳ huấn luyện viên giỏi đã có kinh nghiệm lâu đời Khi Joshua bước lên đài tôi cảm thấy cậu ta không muốn đứng nơi đó Vẫn còn rất nhiều câu hỏi nữa dành cho Anthony Joshua Nhất là sau khi cả hai đối thủ cạnh tranh hiện tại là Dan Tegelder và Tyson Fury Đều đã giành được những chiến thắng trong vánh và dễ dàng trong khi Anthony Joshua vẫn còn phải đang chật vật tìm cơ hội tái đấu với Andy Ruiz. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Điều gì khiến Andy Ruiz đấm cục quyền vương Anthony Joshua để giành 4 đai vô địch? Chúng ta đều biết rằng Andy Ruiz không phải sự lựa chọn đầu tiên của Anthony Joshua cho trận đấu vào tháng trước, nhưng chính tay đấm gốc Mexico đã khiến quyền vương nuốt trái đắng. Joshua muốn trận đấu ra mắt ở nước Mỹ của mình với đối thủ Dan Welder nhằm thống nhất các đai vô địch, nhưng số phận đã đưa đẩy anh đến trận đấu với Andy Ruiz. Kẻ thách thức người gốc Mexico hừng hực khí thế với mong muốn làm nên lịch sử tại Madison Square Garden sau khi chứng kiến rất nhiều lời chế giễu về thể chất và năng lực của mình. Và cuối cùng Ruiz đã khiến cả thế giới phải sừng sốt khi đánh bại Anthony Joshua chỉ trong vòng 7 hiệp đấu. Đặc biệt hơn nữa là trong trận đấu này, anh đã khiến cho nhà đương kim vô địch IBF, IBO, WBA và WBO phải nằm sàn đến 4 lần có rất nhiều lý do để giải thích cho chiến thắng của Andy Ruiz và chính tất cả những điều này đã mang đến một đêm đáng thất vọng cho Anthony Joshua. Động lực mang tên Canelo Alvarez, Ruiz đã nhận được sự ủng hộ của người đồng nghiệp người Mexico và cũng là siêu sao quyền anh Canelo Alvarez. Ông bầu Eddie Hearn từng chia sẻ với đông đảo công chúng, tôi đã nhận được vô số tin nhắn từ những người đang hoạt động trong bộ môn quyền anh, Andy cậu có biết rằng đây là một trận chiến thực sự khó khăn với mình không tôi đã nói chuyện với oscar de la Hoya và canelo canelo cũng đi lên từ boxing nghiệp dư và nhảy nói rằng cậu sẽ mang đến một trận đấu tuyệt vời người làm nên lịch sử trong lịch sử chưa từng có một nhà vô địch thế giới hạng nặng người mexico sinh ra ở thung lũng california imperia mỹ nhưng ruiz đã trải qua phần lớn thời gian thi đấu nghiệp dư bên ngoài biên giới anh thi đấu cho màu cờ của Mexico. Tay đấm 29 tuổi từng suýt có tên trong danh sách của Mexico tham dự Olympic 2008. Anh đã nói rất nhiều về việc đất nước Mexico chính là động lực thúc đẩy anh mong muốn trở thành một người làm nên lịch sử. Và cuối cùng thì Ruiz đã làm được điều đó bằng một cú hích trước Anthony Joshua. Joshua phải thi đấu xa nhà Không thể không thừa nhận một sự thật là đây là trận đấu đầu tiên Joshua phải thi đấu xa nhà lần đầu thi đấu ở nước Mỹ, lần đầu đặt chân đến Manchester Square Garden. Một môi trường khác, một áp lực lớn hơn chèn ép lên đôi vai của Joshua, khiến anh nặng nề hơn, bế tắc hơn. Có thể nói nếu thi đấu ở trên sân nhà, ở Wembley hay Cardiff thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Phong cách chiến đấu hoang dã đậm chất Mexico Điểm mạnh lớn nhất của Andy Ruiz là tốc độ và sức mạnh. Andy Ruiz rất giỏi gây sức ép cho đối thủ của mình bằng những pha ra đòn đến nghẹt thở. Anh sở hữu lối đánh hoang dại, man dại, điên cuồng, hệt như chất la tinh trong người. Đó chính là điều mà Joshua chưa từng phải đối đầu trước đây. Ruiz đã nói, rất nhiều người không hề biết về phong cách của tôi. Tôi có thể chiến đấu đa dạng mọi kiểu từ di chuyển nhiều để né tránh hay gây áp lực điên cuồng. Để đánh với Joshua, tôi sẽ áp sát liên tục và không cho anh ta thở. Thêm một chút tốc độ nữa thì đó chính là điều mà Joshua chưa từng bao giờ thấy trước đây. Người khác khi thi đấu với Joshua thì để anh ta nằm kéo trên, còn tôi thì không. Tôi bám anh ta còn hơn cả kẹo cao su. Joshua bị phân tâm. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trận đấu là vì Joshua quá bận tâm vào những thứ ngoài lề. Điều mà chúng ta dễ dàng thấy ở khắp các mặt báo là tin đồn về trận đấu giữa Joshua và các đối thủ lớn như Welder và Fury cũng có thể trong tâm trí Joshua chưa hề nghĩ đến việc đối đầu với Ruiz. Ruiz là một người mà ai cũng nghĩ sẽ thất bại, và có lẽ Joshua cũng nghĩ như vậy. Joshua nghĩ đến việc sẽ đối đầu với Welder sau trận đấu này và tin rằng mình chắc thắng. Sự phân tâm chủ quan là thứ kết liễu Joshua trước một đối thủ khôn ngoan như Andy Ruiz. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua bị Andy Ruiz đấm mất trí nhớ ở trận quyền Anh thế kỷ. Ông bầu Eddie Heer tiết lộ Anthony Joshua chẳng còn một chút ký ức nào về hiệp đấu thứ ba trong trận so găng với Andy Ruiz. Joshua chẳng nhớ bất cứ điều gì về hiệp đấu thứ ba. Thực tế là Joshua đã tỏ ra tích cực để tiếp tục thi đấu sang hiệp thứ tư, bởi Joshua còn nói, anh biết mà, tôi mất cảm giác rồi. Dù nhiều người nói trận đấu bị dừng quá sớm và gây nhiều tranh cãi, theo Hia thì đây là một quyết định đúng đắn từ ban trọng tài. 100% trận đấu đã dừng đúng lúc. Nếu bạn xem lại trận đấu kỹ sẽ thấy Joshua nói có và bước lên trước. Trọng tài chạm nhẹ vào Joshua và tay đấm này lùi lại phía góc đài. Và rồi trọng tài dừng trận đấu. Tôi rất mừng khi trọng tài quyết định như vậy bởi tôi biết Joshua sẽ quyết thi đấu hết 12 hiệp. Joshua bất ngờ bị Ruiz hạ knockout kỹ thuật ở hiệp 7 sau khi không có bất kỳ phản ứng nào với trọng tài sau khi đứng dậy anh mất cả ba đai quyền anh lớn gồm ibf wbo và wba đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử quyền anh khi joshua đang bất bại trước khi thượng đài sau trận ruiz nói có thể tài đấu với joshua bất cứ lúc nào nếu muốn giành chiến thắng trong trận tái đấu joshua buộc phải có chiến thuật tốt hơn và nên cố gắng ăn điểm bằng những cú đánh ở tầm xa trong những hiệp đầu trước đó có tin đồn rằng joshua đã bị bạn tập đánh nốc ao trong lúc tập nhiều khả năng Joshua đã thực sự không muốn xuất hiện trong trận đấu này. Cha của Joshua nói con trai mình bị rối loạn tâm lý trước trận đấu. Tuy nhiên, tất cả các cáo buộc nói trên đều bị Joshua bác bỏ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo.